Rồi, Huy Cường Audio chào tất cả các bác. Thì hôm nay cuối tuần, Huy Cường Audio gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc cũng như gia đình luôn luôn là mạnh khỏe. Thì hôm nay bên em lên cho tất cả các bác mẫu hai mẫu dây cả hai mẫu ổ nguồn, hai mẫu lọc nguồn, một là dòng TP2000, hai là dòng Tempin của Pháp. Đó. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác liên hệ cho em hai số điện thoại 0775 264 888 hoặc 0354 725 058 nha các bác. Rồi thì bây giờ em sẽ quay sơ qua tất cả các bác cùng xem hai mẫu lọc nguồn nha. Đó. Đây, bây giờ em sẽ bắt đầu em quay. Đây, bên trái các bác đây chính là một bộ lọc nguồn tem pin PE800 của Pháp. Thì hôm nay em đã cắm ổ nguồn vào rồi. Đó, đây là công tắc ấn nút mở này. Đó. Thì bên này chính là hai mẫu ổ nguồn audio. Đó, audio wireless TP2000. Đó, thì có hai màu trắng và đen. Và dòng tem pin này cũng vậy, em cũng về được hai màu trắng và đen nha các bác. Nhưng mà dòng này thì hiện tại là trắng đang nhiều hơn đen nha. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm một nha. Đây, bây giờ là em sẽ quay cái bộ tem audio 2000 trước nha. Thì cái bộ này là em cũng vừa mới tháo ra rồi. Đây, đây nha, trước mặt các bác đây. Đây, đây chính là một bộ audio wireless TP2000 nha. Để em quay rõ nét cho anh em cùng tham khảo. Đây chính là một bộ audio wireless TP2000. Đó, này các bác nhìn nào. Đó. Thì dòng này là được sử dụng 10 ổ cắm điện nha. Thì nó sẽ có 6 ổ này có tiêu chuẩn của Mỹ này, còn 4 ổ này là tiêu chuẩn của châu Âu. Đó, thì vỏ nhôm đây. Đây chính là công tắc. Nó gồm hai bao. Đó, công tắc này. Nút mở, còn chỗ này là cắm dây nguồn nha. Thì mặt đằng sau này chính là mặt hiển thị thông số đồng hồ. Đây chính là mặt hiển thị thông số đồng hồ này. Đó, thì đây em sẽ quay cho anh em xem cái mặt hiển thị thông số đồng hồ nha. Đây, đây chính là một bộ hiển thị thông số đồng hồ. Đấy, gồm chữ xanh, chữ đỏ. Đó, đấy, các bác nhìn thấy chưa. Đây là hiển thị bao này, hai bao em đều cắm hết rồi. Đó, đều hiển thị nút màu xanh. Và đây chính là hiển thị thông số. Đây là pin là volt, cái này là ampere. Đó, các bác nhìn nha. Hàng này là hàng cao cấp hơn những cái dòng TP1000 nha các bác. TP1000 thì hàng rẻ hơn và mặt hiển thị thông số nó không có chạy nhiệt nhanh liên tục. Đó, thì bây giờ em sẽ quay cái nõi bên trong cho các bác xem nha. Bây giờ em sẽ quay bên trong cái ruột nó đây. Thì em cũng vừa mới tháo ra rồi. Đó, đây chính là cái ruột của nó này. Đây là cái lớp giấy chống ẩm và nó cũng chống để có những cái phụ kiện bên trong như này, nó không có va chạm vào mặt nhôm nhá. Đây, các bác có thể thấy được cái bảng điện bên trong của nó đây. Đây các bác nhìn nha. Này, tất cả dây dẫn của nó này. Ổ cắm thì được mạ vàng công nghiệp này. Dây dẫn của nó đây. Đấy, dây dẫn các bác nhìn chưa? Chuẩn 4.2 mm. Đó. Còn tụ điện đây, tụ cán, tụ lọc, tất cả đều có. Các bác nhìn nha. Một bộ lọc nguồn như thế này nó cực kỳ là cải thiện được âm thanh của nhà các bác nha, giúp cải thiện âm thanh đáng kể. Mặc dù dòng này nó không thể cao cấp bằng thằng tem pin PA800 được, nhưng mà những nhà bác nào xài những dàn bình dân thì nên lựa chọn cho mình một bộ lọc nguồn đó, như này. Giá thành cũng rất là hợp lý nha. Này, các bác nhìn nha. Đây bên trong thì nó chính một cục chì chống nhiễu nó này. Này, các bác nhìn. Cầu chì, tụ cán này, tụ lọc này. Đó, bên dưới có nó một bảng phân tần nữa. Đó. Còn đầu dẫn này, đây các bác nhìn đầu dẫn bên trong. Đó, đều được sử dụng dây đồng nguyên chất. Nói 4.2 mm. Đó, đây. Đó, nhìn thấy chưa? Đây chính là một bộ lọc nguồn TP2000. Đó. Rồi, thì một bộ như này thì em báo giá cho các bác luôn. Thì hiện tại em đang bán anh em với giá là 1.950.000. Và giá này là em bao ship toàn quốc nha các bác. Bao ship toàn quốc. Đó.
Đấy, một bộ như này 1.950.000 em bao ship Hàn Quốc. Rồi thì hôm nay các bác nhớ em có hai màu nha, hai màu trắng và đen. Đây một đen này, này em đang cắm điện đó, thì em cắm điện vừa giờ này em quay cho anh em xem đó. Này em đã quay anh em xem cái điện đó nè. Đây em vừa quay mặt đồng hồ cho các bác xem rồi đó. Đây chính là mặt hiển thị đồng hồ của nó này, Audio Wireless TP2000. Thì nó cao cấp hơn dòng TP1000 nha. Đó, xong bộ này thì tiếp đến em sẽ quay cho em đến bộ tiếp theo. Bộ này thì rất là nhiều bác hỏi mà hiện tại là em hết hàng, thì hôm nay em mới về được thôi. Đó, em mới về em quay luôn anh em xem. Đó, thì là trước em cũng có giới thiệu cho tất cả các bác rồi. Đó, em giới thiệu cho tất cả các bác rồi. Đó, là lõi bên trong có cầu chì tụ điện, tất cả hàng phụ kiện, những con cầu chì lọc nguồn bên trong của nó đều là tụ cán nữa, tất cả đều là hàng nhập khẩu của Đức nha. Đó, này ổ cắm, 4 ổ cắm đấy, các bác nhìn chưa, tổng là 10 ổ cắm nha. Đó, đây mã của sản phẩm đây, PA 800, tem pin PA 800 này. Đó, này các bác nhìn AC 100V đến 240V là những cái dòng này, những dòng điện bác các bác có thể dùng sử dụng gia đình nhà mình nha. Đó, các bác nhìn thấy chưa, đó, rất đẹp nha, mặt hiển thị thông số đồng hồ. Và bây giờ em sẽ tắt đi cho các bác xem. Đấy, tắt đi này, khi em bật lên này, dòng điện rất là đẹp, chạy nó là một đèn led xong nhấp nháy rất là đẹp nha. Đó, PA 800, đó, PA 810 rất là cao cấp. Đấy, thì một bộ lọc nguồn như này thì em vẫn bán cho anh em với giá là 4.700.000. Và đây là cái hộp của nó nha. Đây, hộp của sản phẩm đây, các bác nhìn. Đây chính là hộp sản phẩm nha. Đó, rất đẹp. Kết cấu bên trong cũng rất là tuyệt vời. Đó, thôi bây giờ cứ rút ra thôi. Đây, quay mặt đằng này là ổ cắm nguồn, công tắc, bật nhấn mở. Đây, đằng sau này khi các bác tháo những cái con ốc này ra là các bác sẽ xem được toàn bộ bên trong nhé. Thì một bộ này trọng lượng của nó nặng 3 kg nha các bác, 3 kg. Mặt nhôm phay này các bác nhìn tất cả các góc cạnh rất là đẹp luôn này, chân đinh của nó này mạ vàng rất là tuyệt vời. Thì hàng này hàng nhập khẩu của Pháp nha. Thì em báo giá cho anh em rồi đấy, nên là anh em mà lựa chọn những sản phẩm như nào thì hãy alo cho em nha. Thì bây giờ em sẽ báo giá lại đây trước mặt các bác. Đây hai chính cái sản phẩm này, Audio Wireless TP2000 thì giá của nó là 1.950.000 em bao ship toàn quốc, và dòng tem pin PA 800 giá của nó là một, em xin lỗi các bác nha, giá của nó là 4.700.000 em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đó, thì đây mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Đó, 0775 264 888 hoặc 0354 725 058. Đó, những dòng giản hai em các bác không thể thiếu được những bộ lọc nguồn như này nha, rất cao cấp, rất tuyệt vời. Rồi thì là sau cùng Huy Cường Audio gửi một lời chào thân ái đến toàn thể tất cả các bác, và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.